Xin kính chào tất cả quý vị. Tôi tên là Phạm Thị Thu An, số báo danh 01, đến từ Việt Nam. Hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Tuấn tại Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Tôi đến với cuộc thi Hoa hậu doanh nhân người Việt thế giới năm 2016 này. Mục đích chính của tôi là được giao lưu, học hỏi, kinh doanh từ tất cả các chị em doanh nhân trong và ngoài nước và tham gia các chương trình từ thiện đem niềm vui đến cho các cụ già nơi viện dưỡng lão. Xin quý vị hãy bình chọn cho Thu An, số báo danh 01. Xin cảm ơn.